Trong những năm đầu ở chùa, chúng tôi lúc nào cũng chỉ có vừa đủ tiền để trả cho các thứ. Tiền nhà là 172 đồng một tháng, và các chi phí khác, điện thoại, điện, ga, tổng cộng chi phí đến 500 hay 600 đô la một tháng. Dĩ nhiên tất cả đều từ tiền cúng dường của Phật tử mỗi lần đến giếng chùa, các Phật tử sẽ bỏ một hay hai đồng vào thùng phước sương. Khi chúng tôi đến nhà để tụng kinh, họ thường cúng dường một số tiền nhỏ, có thể là 10 hay 15 đô la. Mỗi tháng chúng tôi được khoảng 600 hay 700 đô la. Không biết sao, bao giờ chúng tôi cũng dư chút ít, chỉ chút chúng tôi bắt đầu thu nhận những người muốn làm thành viên chính thức của chùa chúng tôi lập ra ba loại thành viên suốt đời hàng năm và sinh viên rồi in ra các thẻ hội viên tờ tin ngắn của tôi tiếp tục lôi cuốn thêm nhiều thành viên nhờ thế chùa phát triển dần dần chúng tôi đã có thể hoàn thành những công việc trùng tu lớn cho chùa chỉ trong một vài năm mỗi tuần ba buổi tối tôi hướng dẫn lớp tu thiền chiều chủ nhật dành cho các nghi lễ tụng kinh chúng tôi in một quyển sách nhỏ với các bài kinh tụng tiếng pali gọi là vandana để phật tử có thể đọc theo trong các buổi lễ vào những ngày lễ phật giáo chúng tôi sẽ có những nghi lễ long trọng theo truyền thống Sinhala. Đến ngày lễ Vesak, chúng tôi tổ chức lễ Phật đảng, Phật thành đạo và Phật nhập diệt. Mỗi sự kiện rơi vào ngày rằm trong tháng Ấn Độ của Vesak, khoảng tháng 4 hay tháng 5. Để chuẩn bị cho lễ Vesak, người ta dọn dẹp và trang hoàng chùa, làm lồng đèn bằng những cọng tre và giấy mỏng và nấu rất nhiều thức ăn, thường là món chay đến ngày lễ các Phật tử đều mặc màu trắng đến chùa ở suốt ngày gặp gỡ chuyện trò ăn uống và lắng nghe quý sư tụng kinh đó thật là một ngày lễ hội Phật giáo nhộn nhịp nhất trong năm. Kathina một nghi lễ quen thuộc khác đánh dấu sự chấm dứt của mùa an cư truyền thống trong ba tháng từ giữa tháng bảy đến giữa tháng mười quý sư ở trong chùa không đi ra ngoài. Truyền thống này được bắt đầu từ thời Phật còn tại thế, khi Ngài và các đệ tử thực hành ba tháng an cư mùa mưa trong năm. Suốt thời gian đó, tăng đoàn không đi ra ngoài mà ở một chỗ cho đến hết mùa mưa. Hiện nay, lễ Katina được tổ chức vào tháng 10. Trong thời gian đó, cư sĩ thường dân cúng y áo mới và các thứ vật dụng cần thiết cho tăng sĩ. Những chồng quà tặng trong chánh điện gồm có bàn chải đánh răng, thuốc súc miệng, thuốc cạo râu xà bông và giấy vệ sinh. Nhưng món quà quý nhất trong tất cả là y e Katina, một mảnh vải vàng may bằng tay được xếp rất khéo, bọc trong bao plastic rồi được dân cúng một cách tượng trưng cho cả tăng đoàn. Các sư sẽ quyết định ai là người đặc biệt được nhận món quà ấy. Đôi khi, đó là vị sư nhiều tuổi nhất, hay người y áo bị sờn rách nhiều nhất, hay một vị sư đến từ một địa phương hẻo lánh, nơi có thể không có các cư sĩ cúng dường y áo. Suốt trong những năm đầu ở chùa Washington, tôi phải hội nhập vào đời sống ở Mỹ và nước Mỹ cũng hội nhập theo tôi. Tôi khá nhỏ người, chỉ cao một thước rưỡi, quấn y, đầu cạo nhẵn. Vào những năm 60 hình ảnh đó thật quá sức tưởng tượng đối với người dân Mỹ. Nhiều lần khi tôi hỏi nhà vệ sinh công cộng, người ta chỉ vào phòng dành cho phụ nữ. Một ngày kia trên đường đi chợ về, tay tôi ôm đầy giỏ bị, và tôi đi ngang qua một người đàn ông đang rửa xe trong sân nhà. Con chó nhà ông chạy theo tôi sủa, anh ta la con chó, đừng có làm phiền bà ấy. Ngay cả người gặp tôi hàng ngày cũng lầm tưởng tôi là phụ nữ. Trong suốt hai mươi năm tôi sống ở Washington, mỗi ngày người phát thư vui tính bao giờ cũng chào tôi. Đây là thư của bà, thưa bà. Vào một buổi chiều tháng 2 năm 1969, một người đàn ông nhấn chuông chùa và lễ phép xin được sử dụng thư viện của chúng tôi. Tôi rất vui vì có người thích tìm hiểu về Phật giáo, vì thế dĩ nhiên là tôi đồng ý. Sau đó, người này đến gần như mỗi ngày, bồng một em bé và mang theo một cái nôi nhỏ. Khi con ngủ, ông ngồi đọc sách về Phật giáo. Ông gần như không trao đổi gì với tôi, nên tôi cũng không phiền đến ông. Vào tháng 5, khi chúng tôi tổ chức lễ vê sắc, người đàn ông nhập vào với một nhóm nhỏ các cư sĩ áo trắng và ở lại chùa suốt ngày hôm đó, tu bác quan trai và tọa thiền Michael Roem, một trong những thành viên người Mỹ ở chùa, thấy ông. "Tiến sĩ Rodier làm gì ở đây vậy?" Anh ta hỏi tôi. "Ai là tiến sĩ Rodier?" Tôi hỏi. Michael bảo với tôi là người đàn ông đó tên là David Rodier và ông là giáo sư triết học ở Đại học American, chỉ cách chùa vài dặm. Ngày hôm sau tôi nôn nóng chờ tiến sĩ Rodier đến thư viện vào buổi chiều như thường lệ khi ông đến tôi tiến lại gần ông thưa ông có phải ông là giáo sư ở đại học american tôi hỏi ông gật đầu mỉm cười tôi thưa với ông rằng tôi rất muốn được tiếp tục việc học của mình tôi kể với ông về những trường tôi đã học ở ceylon và ấn độ cố gắng chấp giá việc học của mình Tôi cũng kể với ông về việc tôi đã đậu kỳ thi ngoại khóa của Cambridge nhưng không vào được đại học ở Malaysia. Ông Rodier khuyên tôi bảo đại học Cambridge gửi điểm thi của tôi đến trường đại học American. Rodier cũng đề nghị tôi giữ thính lớp của ông để có thể thực tập tiếng Anh. Hàng tháng trời mỗi ngày tiến sĩ Rodier đều đến chùa chở tôi đến trường đại học để tôi có thể dự thính lớp triết học của ông được đi học trở lại thật là một cảm giác tuyệt vời khoảng thời gian đó tôi bắt đầu cảm thấy đau lại ở thận trái dần dần tôi phải đi bác sĩ và được chuyển qua bác sĩ nội tiết vị này giống như vị bác sĩ ở malaysia cũng bảo tôi bị sỏi thận nhưng lần này phải giải phẫu may mắn thay đại đức Piyananda và tôi đều được bảo hiểm qua chương trình bảo hiểm tập thể ở tòa đại sứ Ceylon. Tôi nằm trong bệnh viện 10 ngày, bảo hiểm trả 80% diện phí và Michael Rowan với tâm rộng lượng đã trả phần còn lại cho tôi. Năm 1971 ở tuổi 43, tôi được nhận vào trường đại học American làm sinh viên năm thứ nhất. Michael Rowan trả học phí cho tôi, lại còn cúng dường tiền cho tôi mua sách vở. Bên cạnh đó tôi cũng dành dụm được chút ít từ số tiền ăn 100 đồng hàng tháng mà chính phủ Ceylon cung cấp để trang trải cho chi phí học tập. Vì các Phật sự ở chùa, mỗi khóa học tôi chỉ có thời gian học hai lớp. Những năm sau đó, tôi vừa quản lý chùa, vừa là sinh viên đại học và cũng đến các đại học khác để thuyết giảng về Phật giáo. Tôi đi khắp nơi từ Miami đến St. John, Newfoundland, một số nơi biết tôi qua trường đại học American, các nơi khác thì qua mẫu quảng cáo nhỏ của chúng tôi đăng trên tờ Washington Post về các hoạt động của chùa cũng như các lớp giáo lý. Năm 1972, tôi bắt đầu hướng dẫn một lớp thiền ở Đại học American. Hơn 20 sinh viên ghi danh học, vị tuyên úy ở trường đại học dành cho chúng tôi một phòng rộng trong nhà nguyện. Chúng tôi trang bị phòng với những chiếc tọa cụ êm ái. Khoảng một tuần sau khi lớp học khai giảng, một ngày kia tôi đến lớp sớm hơn thường lệ thì thấy ai đó đã dùng dao rạch nát các tọa cụ bông gạo trắng trong tọa cụ dung dễ khắp trên sàn nhà như là tuyết. Tôi thật thất vọng, vị tuyên úy sắm lại cho chúng tôi những tọa cụ khác, nhưng chúng tôi đã nhận ra một thông điệp qua hành động trên, có ai đó muốn phản đối việc chúng tôi làm. Cũng khoảng thời gian đó, chùa cần một số giấy văn phòng có in tên chùa. Tôi đến một nhà in đưa cho họ coi mẫu huy hiệu chùa của chúng tôi để đặt hàng. Tuần sau khi tôi đến nhận hàng, một người khác đang làm việc trong phòng in là chủ tiệm in. "Đi ngay!" Ông ta hét lên, "Ngay khi tôi vừa nói tên chùa, tôi không nhận bất cứ đơn hàng nào có chữ Buddhist trong đó." Chú thích, Buddhist có nghĩa là Phật giáo. Đó là một số kinh nghiệm đầu tiên của tôi về vấn đề phân biệt tôn giáo theo kiểu Mỹ. Trước đó tôi đã có một cái nhìn rất sách dở về Hiệp Chủng Quốc như là một mảnh đất tự do được thành lập nên bởi những người yêu nước can đảm, muốn đem lại tự do cho tất cả mọi người. Tôi đã được học về George Washington và Abraham Lincoln. Tôi biết rằng lịch sử Mỹ là lịch sử của cuộc chiến đấu cho sự bình đẳng. Tôi đã nghĩ rằng là ở đây, bất cứ ai cũng được tự do để tin theo bất cứ tôn giáo nào mà họ chọn lựa. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Năm 1973, Đại học American cử tôi làm vị tuyên úy Phật giáo tại trường, một chức vị mới được tạo ra vì tôi. Trường đã có các vị tuyên úy thuộc các tôn giáo khác, nhưng chưa bao giờ có tuyên úy Phật giáo. Đúng ra, tôi nghĩ đó là trường đại học đầu tiên ở Mỹ đã chỉ định một vị tuyên úy Phật giáo. Trên đó được đăng trên tờ báo trường. Lập tức có người viết thư đến diện trưởng trường, đòi phải được giải thích tại sao ông lại chọn một kẻ ngoại đạo làm tuyên úy. Có khoảng thời gian đôi ba năm, cứ mỗi tháng một lần, tôi đều đến một nơi trong vùng ngoại ô của New York, gọi là Trung tâm Hướng dẫn Truyền giáo. Họ mời tôi đến để thuyết giảng về Phật giáo. Tôi thường đi cùng với Richard Stoneham, một thành viên của chùa sống ở New York. Mỗi khi thuyết giảng ở đó, tôi cẩn thận không so sánh Phật giáo với bất cứ một vị lãnh đạo tâm linh của tôn giáo nào tôi muốn tỏ sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác tuy nhiên một ngày kia sau buổi giảng của tôi khi một phụ nữ trẻ phát biểu thật tuyệt vời trước đây tôi không biết tí gì về đức phật một vị mục sư lớn tuổi trong hàng thính giả lên tiếng tuy nhiên chúa jesus vẫn cao siêu hơn đức phật ông nói một cách chắc nịch trên phương diện nào Riksha hỏi. vị một sư đứng lên. Tôi đã sống ở Thái Lan 8 năm. Ông tuyên bố. Tôi đã nhìn thấy Đức Phật này chỉ ngồi xếp chân trong các căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ, Không làm gì hết. Tôi đã thấy những người đàn ông mặc áo vàng đi xin ăn ngoài đường. Họ không làm gì cho thế giới cả. Chúa Jesus đã hy sinh cả đời cho nhân loại. Richard và vị mục sư bị cuốn vào một cuộc tranh cãi qua lại tôi chỉ im lặng cuối cùng người phụ nữ trẻ bắt đầu khóc cô nói chúng ta mời vị tăng sĩ này đi từ washington đến đây để giảng cho chúng ta biết về phật giáo về tôn giáo mà ông tin tưởng đây có phải là cách chúng ta tiếp khách không khi bài giảng buổi chiều kết thúc vị giám đốc trung tâm đến hỏi tôi có điều gì xảy ra chăng? Tôi bảo không có gì, mọi việc đều tốt đẹp. Rồi tôi hướng về phía vị một sư lớn tuổi, nói thẳng với ông. Thưa ông, ông đã bảo rằng Đức Phật chỉ ngồi trong các phòng trang hoàng đẹp đẽ mà không làm gì cả. Những gì ông được thấy là các hình tượng của đức phật chứ không phải là vị phật bằng xương bằng thịt đức phật xưa kia rất năng động ngài đã hy sinh ngai vàng dương quốc tài sản và cả gia đình chỉ để sống một cuộc đời đơn giản ngay cả sau khi đã đạt được giác ngộ ngài chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày Ngài bận rộn thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Vì chúng sinh, ngài đã làm việc 22 tiếng mỗi ngày trong 45 năm cho đến khi ngài tịch diệt. Còn những người mặc áo vàng đi khất thực mà ông thấy là các tu sĩ đã nguyện sống đời đơn giản theo như Đức Phật. Họ không phải là người xin ăn như ông nghĩ đâu họ được người khác kính trọng vì cuộc sống tâm linh mà họ đã chọn lựa các cư sĩ cúng dường họ thực phẩm y áo nơi ở và thuốc men đáp lại các vị tu sĩ này ban cho họ những thức ăn tinh thần các vị tu sĩ này chỉ nhận một ít thực phẩm từ mỗi nhà như thế họ không là gánh nặng cho ai có lẽ tôi không thể thuyết phục được ông, nhưng có thể tôi đã giải được một số hiểu lầm của ông. Vào những năm đầu của thập niên 70 là thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thời của những đứa con của hoa, flower children và những người phản chiến. Nhiều lần khi tôi đến giảng tại các trường cộng đồng và trường đại học sinh viên sẽ hỏi tôi phật giáo quan niệm về vấn đề tự tử như thế nào vì họ đã nghe tin tức về các nhà sư việt nam tự thiêu để chống chiến tranh tôi luôn trả lời rằng tự tử không được chấp nhận trong giáo lý của đức phật đúng ra đức phật hoàn toàn chống việc này giới luật thứ ba của patimokha các giới luật dành cho người tu dạy rằng bất cứ vị tu sĩ nào phạm tội hay tham gia vào việc mưu sát đều lập tức bị loại trừ ra khỏi tăng đoàn tự tử cũng giống như giết hại bất cứ chúng sinh nào khác cũng được coi là một trong những trọng tội nhưng khi người ta ở trong những hoàn cảnh bị đàn áp tôn giáo hay áp bức trong xã hội họ phải bỏ qua những giới luật tôn giáo những người đang cầm quyền việt nam lúc bấy giờ đã lạm dụng quyền hạn của họ một cách quá đáng phần lớn phật tử bị chính quyền theo thiên chúa giáo của ông ngô đình diệm đối xử tàn tệ người phật tử không được quyền tổ chức những buổi nói chuyện công cộng hay những nghi lễ tôn giáo và bị gán là cộng sản để chính phủ mỹ chống lại họ căn bản là ông diệm đã lợi dụng sự sốt sắng chống cộng của chính quyền mỹ để đàn áp phật giáo ở việt nam đó là một chiến thuật tinh vi nhưng khá độc ác vì quá tuyệt vọng các nhà sư việt nam đã phải tự thiêu để nói cho thế giới biết những gì đang xảy ra trên quê hương họ hành động của họ không liên quan gì đến phật giáo mà chỉ là những hành động yêu nước để làm rõ tôi cố gắng giúp các sinh viên hiểu ý nghĩa thực sự của Phật giáo. Phật giáo, tôi bảo với họ, là một tôn giáo hòa bình. Chương 21 Duyên chức Ban Tình Trê Nhiều việc tôi làm ở chùa cắt cỏ nấu ăn sữa ống nước đóng đinh là những việc mà quý thầy theo truyền thống thường không làm cuộc sống của chúng tôi phải là một cuộc sống yên tĩnh giản đơn nhưng mỹ là một thế giới mới và tôi bắt buộc phải đảm nhận một vai trò mới dần dần tôi còn phải học lái xe nữa một ngày kia một phụ nữ trẻ và bạn trai của cô đến chùa. Họ là những vị khách thường xuyên giếng chùa. Tôi nhờ họ chở dùm đến một tiệm bán đồ gia dụng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhờ họ như thế. Bất cứ khi nào có ai đến chùa, tôi thường xin quá gian đến tiệm thực phẩm, tiệm điện, nơi giặt đồ, bất cứ nơi nào tôi cần đến điều đó cũng làm tôi khó chịu vì các tu sĩ đáng lý ra không được vì lợi ích riêng của mình mà nhờ các cư sĩ làm bất cứ chuyện gì điều đó được xem như là quá tham quá bám víu bante người phụ nữ trẻ nói vậy là không công bằng chúng tôi đến chùa để thư giãn đọc sách và hành thiền nhưng vừa bước chân vào sư đã nhờ chúng tôi chở sư đi khắp nơi tôi đỏ mặt vì giận à vậy tôi phải làm việc như nô lệ để cô có thể đến đây thư giãn tọa thiền thoải mái sao tôi chỉ nhờ cô giúp đỡ bằng không tôi không thể làm những việc lặt vặt này cô ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói nếu chúng tôi dạy sư lái xe thì sao như thế thì sư có thể đi bất cứ nơi nào mà sư cần đi bất cứ lúc nào tôi cảm thấy thật tuyệt vọng làm sao tôi làm được chuyện đó tôi không có xe và hơn thế nữa là tu sĩ tôi không thể nhờ người khác dạy lái xe sư đâu có nhờ cô phân trần tôi tự nguyện mà thế là ngày hôm sau người bạn trai của cô lái một chiếc dodge to vào chùa chiếc Dodge đó là của cô gái nhưng cô đã nhờ bạn trai tập cho tôi lái tôi chưa bao giờ ngồi sau tay lái nên rất phấn khởi nhập cuộc sau vài hướng dẫn của anh tôi bắt đầu lái xe ra đường và tập cũng khá tốt rồi chúng tôi đi vào đường số 16 một con đường khá nhộn nhịp Người dạy lái xe định đưa tôi qua một con đường nhỏ hơn, dọc theo công viên Rod Creek, nơi tôi có thể thực tập mà không phải lo lưu lượng xe nhiều. Chúng tôi đến ngã tư của đường số 16 và đại lộ Colorado, cắt chéo qua đường số 16. Ông thầy bảo tôi rẽ trái, nhưng tôi đang quá chú tâm vào việc lái xe, nên cứ lao tới. Chấm lái! Ông thầy la lên Chẳng lại, nhưng đã quá trễ, tôi tông vào một chiếc sáp xanh đang dừng giữa ngã tư. Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy lại bên chiếc sáp, thật hú hồn, người lái xe, một phụ nữ trẻ hình như không hề hấn gì, tuy nhiên xe của cô thì bị hư hỏng nặng. Cú tông vào phía trước xe khiến đèn bẩn xe, mọi thứ đều hư hại, và dưới cái môi xe nhăn nhúm, bình nước xe đang xịt nước ra. Tôi rối rít xin lỗi cô gái rằng tôi chỉ là người đang học lái xe. Cô ta mỉm cười. Xin ông đừng lo. Cô nói, chuyện này có thể xảy ra cho bất cứ ai. Tuy nhiên khi cảnh sát đến tôi bị phạt 25 đô, tôi nghĩ là tôi đã thoát nạn một cách dễ dàng vì kể ra tôi không có đến một giấy phép học lái xe. Trở về chùa, tôi gọi người phụ nữ chủ của chiếc Dodge tôi rất áy náy về chiếc xe của cô xin sư đừng lo lắng cô trấn an tôi tôi có bảo hiểm và cha mẹ tôi sẽ lo chuyện đó không có gì quan trọng đâu may mắn thay ông thầy dạy lái xe không nản chí gì tôi những tuần lễ sau đó anh ta đến chùa bất kỳ khi nào có thời gian và tôi tập lái bằng xe của anh anh rất kiên nhẫn với tôi sau một buổi học thêm chính thức ở trường lái xe tôi sẵn sàng để xin giấy phép lái xe lần đầu tiên tôi rớt bài thi lái xe tôi đã vượt qua một chiếc xe tải đang ngừng ở một ngọn đèn xanh người coi thi cho rằng đèn thực ra đã chuyển sang đỏ nhưng tôi không thể thấy vì tôi quá thấp và chiếc xe tải đã cản tầm nhìn của tôi Lần thi thứ hai tôi cẩn thận hơn và đã vượt được kỳ thi. Tôi thật hãnh diện được có bằng lái xe ở Mỹ. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi không đủ tiền mua xe cho chùa. Vì thế tôi vẫn còn phải luôn nhờ giả người khác. Trong những trường hợp khẩn cấp tôi mượn xe của tòa đại sứ Ceylon. Cho đến ngày nay tôi rất ít lái xe mặc dù tôi biết lái, ít nhất là tôi nghĩ tôi biết. Một ngày vào tháng 5 năm 1975, vị trưởng ban truyền giáo ở đại học American báo rằng có người của State Department, cơ quan hành chính tiểu bang đã gọi tìm tôi. Khi tôi gọi đáp lại, người đó hỏi tôi có muốn giúp một số người Việt Nam di tản vừa đến Mỹ. Cơ quan này cần một nhà truyền giáo Phật giáo để trông coi một trong những trại tị nạn đã được thiết lập tại tiểu bang florida tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc với người di tản mà cũng không nói được tiếng việt hay tiếng pháp nhưng tôi đã đồng ý sau đó tôi gọi cho một người bạn của tôi john gawkins một trong những thành viên người mỹ của chùa john đã có kinh nghiệm làm việc với người di tản và anh nói được một ít tiếng pháp vì thế anh tình nguyện đi theo tôi làm thông dịch khi cần hôm sau chúng tôi đến căn cứ không quân andrews theo lời dặn chúng tôi phải điền một số giấy tờ rồi một số viên chức phỏng vấn chúng tôi sau đó họ bảo chúng tôi đi chích ngừa rồi hôm sau quay trở lại chúng tôi vẫn chưa biết là nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu ở nơi chốn nào tôi không biết gì để hỏi những điều như thế hôm sau đó một chiếc phản lực trong căn cứ chuyển chúng tôi đến căn cứ không quân Eglin gần Pensacola, Florida. Chúng tôi là hai hành khách duy nhất. người ta dành cho chúng tôi một căn phòng tiện nghi để ở, rồi giải thích rõ nhiệm vụ của tôi ở đây. căn bản là tôi ở đó để an ủi 10.000 người Việt Nam di tản vừa bắt đầu đến. Người ta bảo tôi phải thăm viếng họ mỗi ngày, thực hiện các nghi lễ tôn giáo và hỗ trợ họ với bất cứ những sự an ủi tâm linh nào mà họ cần đến. Cũng có các tu sĩ Ki tô giáo và tinh lành ở trại để giúp những người tị nạn vừa chuyển theo các đạo này. Buổi trưa đầu tiên, khoảng 2 giờ sau khi chúng tôi đến trại, một chiếc phi cơ chở đầy người tị nạn đã đến john và tôi ra đón họ già trẻ nam nữ đủ cả đa số bước ra khỏi máy bay trong những bộ quần áo cũ rách mang theo ít hành lý hoặc là không có gì cả họ có vẻ bị sốc nhiều người đã khóc nhất là trẻ em một số rõ ràng là bị bệnh hay bị thương số khác có vẻ bị khủng hoảng tinh thần. Nhiều người đã phải xa lìa người thân, cha mẹ, anh em, vợ chồng. Có người bám chặt vào tay của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhìn thấy tôi trong bộ y vàng nhiều người mỉm cười, có người bật khóc và vái chào tôi không nghĩ. Mỗi ngày chúng tôi đều thấy hàng đoàn máy bay chở đầy người tị nạn và mỗi ngày những hình ảnh đó lại tái diễn hình ảnh thân quen của một nhà sư phật giáo dường như là cái phao của sự sống đối với nhiều người tị nạn đã quá đau thương vì chiến tranh giờ lại đặt chân đến một xứ sở hoàn toàn xa lạ sau hai tuần john phải trở về với công việc của anh ở washington và một lần nữa tôi lại đơn độc và không có xe vì thế tôi hỏi người chịu trách nhiệm ở văn phòng tiểu bang xem ai có thể chở tôi mỗi ngày từ chỗ trú ngụ đến trại tị nạn sáng hôm sau một chiếc taxi của không lực đến đậu trước cửa phòng và người lái xe bước ra đầy vẻ bối rối tôi đến để rước viên chức Bante g anh ta nói trố mắt nhìn chiếc y vàng của tôi chính tôi tôi trả lời như thế thì tôi không thể đưa ông đi được anh ta nói dân sự không thể ngồi trong xe này nó chỉ dành cho các viên chức sau đó tôi được giao một chiếc xe của văn phòng tiểu bang và tự lái tôi cũng gặp vấn đề tương tự khi lần đầu tiên vào ăn trưa trong câu lạc bộ sĩ quan là nhân viên của trại tôi được vào ăn ở đó dù tôi không ở trong quân đội nhưng đồng phục của tôi khiến nhiều người dòm ngó tuy nhiên dần dần người trong trại cũng bắt đầu nhận ra tôi và chiếc y của tôi công việc giúp người tị nạn của tôi rất có kết quả tôi cảm thấy mình đã mang đến cho họ những sự an ủi mà họ cần ở một thời điểm rất khó khăn trong cuộc đời họ đó là phần dễ dàng của công việc phần khó khăn là hòa hợp với một số các vị truyền giáo khác ở trại một số coi đây là một cơ hội lý tưởng để kêu gọi người khác vào đạo của mình ở đây có hàng ngàn linh hồn cần được cứu rỗi các buổi lễ theo nghi thức tôn giáo được diễn ra trong một căn lều rộng và các tôn giáo thay phiên nhau hành lễ ở đó. Khi hành lễ tôi đặt tượng Đức Phật trên bàn thờ. Khi người kỳ tô giáo hay tin lành hành lễ, thì họ sẽ đặt thánh giá lên bàn thờ. Căn lều để hành lễ ở cạnh bên một căn lều nhỏ hơn là văn phòng làm việc của tôi. Một ngày kia trong lúc làm việc tôi thấy khoảng 30 trẻ em bị lùa vào trong cái lều rộng đó đa số các em dưới 10 tuổi. Một trong những vị một sư tinh lành, một người rất ganh tị đi với chúng. Tôi nghe ông bắt đầu lên giọng đọc kinh rửa tội. Tôi vội vã qua đó ngăn cản buổi lễ. Joseph, ông làm vậy là không đúng." Tôi nói, "Tôi đã thấy ông đi khắp cả trại thuyết phục cha mẹ chúng cho chúng vào đạo cả ông ấy và tôi đều biết rằng phần lớn các em này rồi cũng theo đạo ki tô giáo thôi tất cả mọi tổ chức tôn giáo bảo trợ người tị nạn đều là ki tô giáo cuối cùng khi chúng rời trại đi định cư chúng bắt buộc phải đi nhà thờ ki tô giáo thôi nhưng ít nhất điều đó cũng xảy ra sau này tôi nghĩ rằng việc bắt họ vào đạo ngay cả trước khi họ rời trại là không đúng những người tị nạn này giống như người đang chết đuối tôi bảo với ông ta họ sẽ chấp nhận bất cứ điều gì ông bảo họ vì họ chỉ muốn ra khỏi trại tị nạn thôi ông có thấy tôi cố gắng thuyết phục người tị nạn ki tô giáo nào cải đạo sang phật giáo không tôi rất bực mình tôi đi ngay đến văn phòng của State Department ở trong trại và báo cáo lại sự việc. Tôi báo với vị sĩ quan rằng những việc dụ dỗ cải đạo như thế chỉ làm mang tiếng cho tất cả mọi hoạt động giúp đỡ người tị nạn. Ngày hôm sau trong tờ tin của đại tị nạn, có một bài báo đưa ra những luật lệ nghiêm cấm, không ai được kêu gọi người tị nạn cải đạo của họ. Cũng may là phần lớn các nhà truyền đạo khác rất tôn trọng nhau. Một ngày kia, tôi trao đổi với hai thầy tu ki tô giáo, một người Việt Nam và một là Mỹ. Thầy tu người Mỹ đeo hai sâu chuỗi trên cổ, một với thánh giá và một với tượng Phật nhỏ. Ông nói rằng sáng đó, hai sâu chuỗi dính vào nhau, ông khó lòng gỡ chúng ra như vậy là không nên để thánh giá và tượng phật gần nhau thầy tu người việt nam nói không không phải vậy tôi nói đó là chúa jesus và đức phật rất thương yêu nhau đến nỗi ta không thể tách biệt họ khi mới đến trại tôi dự định dùng những quyển kinh tụng bằng tiếng pali trong các nghi lễ phật giáo tôi nghĩ rằng phần đông Phật tử Việt Nam rất quen thuộc với tiếng Pali. Rất tiếc không phải thế. Một ngày kia, khi tôi đi vòng quanh trại, một cậu bé chào tôi bằng những lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói gì? Tôi hỏi cậu bé, cậu ta lặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi hỏi cậu câu đó nghĩa là gì? Con không biết. Cậu bé trả lời, chỉ biết là khi gặp quý thầy chúng con đều chào thế. Khi cậu bé cho biết cha mẹ cậu có quyển sách với những lời như thế viết trong đó, tôi yêu cầu cậu dẫn tôi đến gặp họ. Khi tôi đến lều của họ, họ mời tôi ngồi, tôi hỏi nếu tôi có thể mượn quyển sách kinh bằng tiếng Việt của họ. Họ rất hoan hỷ cho tôi mượn, tôi mang quyển sách đến phòng in trong trại và nhờ làm hai ngàn bản copy trong vòng một đôi ngày, tôi đã có được những quyển sách nhỏ và các nghi lễ của chúng tôi bắt đầu được thực hiện bằng tiếng Việt Nam thay vì tiếng Pali. Tôi yêu cầu một cư sĩ Việt Nam cao tuổi hướng dẫn xuống tụng và tôi lần theo với tất cả sự cố gắng của mình vì tôi không hề biết ngôn ngữ đó. Rồi tôi giảng Pháp bằng tiếng Anh và vị cư sĩ đó dịch sang tiếng Việt tôi có thể thấy trên gương mặt rạng rỡ của những người tị nạn là họ rất cảm kích việc làm này của chúng tôi tôi cũng dạy các lớp tiếng anh và đều rất vui cả cho tôi cũng như cho các em học sinh lớp của tôi dường như lúc nào cũng đông đúc một phần khác trong công việc của tôi là giúp tìm những người bảo trợ các gia đình hay cá nhân bằng lòng nhận một vài người tị nạn đến cộng đồng của họ và giúp người tị nạn tìm nhà ở và công việc làm tôi được ban quản lý trại giao cho một điện thoại mà tôi có thể gọi những người có khả năng bảo trợ bất cứ ở nơi nào trên đất mỹ chúng tôi phải xác minh lý lịch của những người bảo trợ nhưng đôi khi cũng có người với ý đồ xấu lọt qua được một ngày kia có ba người đàn ông đến trại và chọn ba cô gái khoảng tuổi 14 đến 18. Những người này nói rằng họ muốn bảo trợ các cô gái. Họ đã ký những giấy tờ cần thiết và dợm bước ra khỏi trại cùng với các cô gái. Ngay khi vừa thấy thế, tôi liền chặn họ lại. Những cô gái này không thể rời trại mà không có cha mẹ họ cùng đi. Tôi nói, nếu họ không có cha mẹ ở đây thì họ phải được bảo trợ cùng với những người việt nam lớn tuổi khác để chịu trách nhiệm cho họ dĩ nhiên là tôi không thể chắc chắn nhưng tôi nghĩ là có thể tôi đã cứu những cô gái này khỏi cuộc đời của những cô gái bán thân hay tệ hơn thế nữa một lần khác có một phụ nữ sống gần trại đã đồng ý bảo trợ một thanh niên việt nam nhưng bà đã đem anh ta trả lại trại nói rằng bà không muốn giữ anh lại. Bà chỉ mới bảo trợ anh được một tháng. Tôi tưởng anh ta là một con chiên ngoan. Bà ta nói miệng trề xuống. Anh ta không phải là một người kỳ tô giáo sao? Tôi hỏi, không, không phải như thế tí nào. Bà ta trả lời, rõ ràng là rất thất vọng. Vậy anh ta theo đạo gì? Anh ta theo đạo Phật. Tôi mới vừa khám phá ra, à vậy thì điều gì đã làm cho bà nghĩ anh ta là một con chiên của chúa tôi hỏi vì anh ta có vẻ tử tế và lễ phép anh ta rất kiên nhẫn và luôn đối xử với tôi một cách kính trọng tôi cũng thường gặp những sự đối xử phân biệt như thế ví dụ không lâu sau khi tôi đến trại một bài biên tập với những lời lẽ thô bạo xuất hiện trên một tờ báo địa phương sao chính phủ mỹ có thể dùng tiền thuế của dân để đem một kẻ ngoại đạo đến đây hòng giúp đỡ người tị nạn việt nam ở trại nếu những kẻ tị nạn khốn khổ đó không trở thành con chiên của chúa người viết tuyên bố thì hãy để họ xuống địa ngục đừng dùng tiền đóng thuế của chúng tôi để dạy cho họ một tôn giáo của satan ma quỷ phản ứng của tôi đối với những sự phân biệt đối xử này thường rất đơn giản đáp lại bằng tâm từ hay meta đó là một trong bốn ba la mật hay những tình cảm tối thượng đã được đức phật mô tả đó là một ước muốn trong sạch không dụ lợi vì lợi ích cho người một tình thương không bám víu hay mong đợi đáp trả được thực hành một cách vô điều kiện đó là một nguyên tắc căn bản tuyệt đối hỗ trợ cho tất cả mọi ý nghĩ lời nói và hành động thiện lòng từ bi phá vỡ mọi ngăn cách về tôn giáo văn hóa địa lý ngôn ngữ và quốc tịch nó là một định luật vũ trụ truyền thống đã nối kết tất cả chúng ta lại với nhau chúng ta cần có tâm từ để sống và làm việc với nhau một cách hòa hợp nhất là vì những sự khác biệt của chúng ta chúng ta còn cần tâm từ nhiều hơn nữa và khi chúng ta trải rộng tình cảm này đến người khác tự nhiên nó cũng khiến cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và an tịnh hơn trong trại tị nạn đó mỗi ngày tôi đều sử dụng năng lực của tâm từ người tị nạn cần nó để hàn gắn vết thương tâm lý, tình cảm của họ. Tôi cũng cần đến nó để có thể giữ vững tinh thần làm việc với họ trong những hoàn cảnh khó khăn này. Và những người chống đối công việc tôi đang làm, đúng ra họ cũng cần đến nó nữa. Một ngày kia có một đám cưới theo đạo Kitô tô giáo ở trại tị nạn do hai vị tu sĩ ki tô giáo việt nam cử hành chẳng bao lâu sau đó đôi bạn trẻ khác đã tìm đến tôi và yêu cầu tôi thực hiện đám cưới theo nghi lễ phật giáo cho họ tôi bảo với họ rằng người tu sĩ phật giáo không được phép làm lễ cho đám cưới nhưng nếu họ có thể tìm được một vị cao niên để thực hiện các nghi thức thì tôi sẽ làm lễ chúc phúc cầu an cho họ Thật ra, chúc phúc cầu an cho đám cưới thì cũng giống như cho những dịp khác, cũng là những lời mà vị tu sĩ sẽ tụng ở lễ tân gia, lễ mừng có em bé sinh nhật hay bất cứ trường hợp đáng nhớ nào. Lễ cầu an bao gồm kinh hạnh phúc Mangala Sutta, kinh phước báu Blessing Sutta, liệt kê 38 loại phước báu, kinh Ratana, kinh Tam Bảo, liệt kê những đặc tính đáng ngưỡng mộ của Tam Bảo. Kinh Karaniya Meta, Kinh Từ Bi, đề cao những đức tính của tâm Từ Bi, và Traja Mangala Athagata, bác đại thi về sự chiến thắng vinh quang, phát họa lại những giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật khi Ngài chiến thắng kẻ thù bằng những đức tính như độ lượng, trí tuệ, kiên nhẫn, chân thật, dân dân sau khi đọc xong các kinh này ở lễ cưới vị tu sĩ sẽ vẫy nước lên đôi vợ chồng và cột một sợi dây vàng chúc phúc quanh cổ tay của họ vì thế khi các đôi vợ chồng người tị nạn nhờ tôi thực hiện các nghi lễ đám cưới cho họ tôi biết là tôi có thể đảm nhận phần chúc phúc những thứ rắc rối khác tôi để cho bà long grace một phụ nữ tình nguyện thường đến làm việc trong trại bà vui vẻ lo áo cưới cho cô dâu bộ veston cho chú rể nhẫn bánh và nước ngọt cho một buổi lễ nhỏ đôi vợ chồng tưởng chỉ được có một buổi lễ theo kiểu mỹ đã rất vui mừng vì việc này sau đó dường như có cơn sốt đám cưới tràn khắp trại và tôi là vị tu sĩ phật giáo duy nhất ở đó nên có ngày tôi phải làm lễ cho đến ba đám cưới. Gần như mỗi ngày, tôi đều gọi điện cho Washington để chắc chắn rằng mọi việc đều suôn sẻ ở chùa. Đại đức Piyananda nói chuyện với tôi nhưng một cách miễn cưỡng. Ông trả lời ngắn ngủi và cộc lốc. Tôi đoán là ông giận vì tôi đã đi Florida để ông ở lại lo tất cả công việc trong chùa nhưng ông chẳng bao giờ nói thẳng điều đó ra, ông chỉ nung nấu sự phiền hà trong im lặng. Một lần khi tôi gọi, cháu của tôi, Upali, trả lời điện thoại. Sư Piyanada thế nào? Tôi hỏi cháu. Sư đang chuẩn bị trở về Ceylon. Cháu trả lời. Cái gì? Cho sư nói chuyện với ông ấy. Đại đức, Piyananda bắt điện thoại. Thưa sư, có đúng thế không? Sư sắp trở lại Ceylon? Đúng vậy. Ông trả lời. Khi nào sư đi? Ngày mai. Tôi không thể tin được. Sư là vị tu sĩ duy nhất ở chùa. Sư không thể đi. Sư có thể đợi đến khi tôi trở về không? Không. Tôi phải đi ngay bây giờ. Sao sư lại làm vậy? Tại sao sư để chùa không có người tu nào chứ? Ông không nói gì. Tôi cầm điện thoại chờ đợi, nhưng chỉ có sự im lặng. Cuối cùng, tôi gác máy. Sau đó, tôi được biết rằng có một vị sư người Sinhala, Đại đức Piyadasi, đang viếng thăm chùa ở Washington. Tôi gọi Michael Roem và nhờ anh gia hạn lời mời để vị sư đó có thể ở lại lâu hơn dự định cho đến khi tôi trở lại tôi cũng gọi đến các trại tị nạn khác và hỏi xem nếu có vị tu sĩ phật giáo nào trong những người tị nạn ở trại saphê tiểu bang arkansas có một vị tu sĩ người việt nam đã gia nhập tăng đoàn khi lớn tuổi sau khi đã có gia đình và con cái thật may vị này nói tiếng anh khá giỏi vì thế tôi hỏi nếu ông muốn đến washington sống ở chùa ông ta bằng lòng. Sự dàn xếp chấp giá đó cũng tạm ổn cho đến ngày tôi trở lại chùa. Vào tháng 8, văn phòng tiểu bang yêu cầu chúng tôi khẩn trương tìm người bảo trợ cho những người tị nạn còn lại. Họ muốn giải thể trại ở Eklin trước khi mùa mưa bão bắt đầu, vì thế cuối tháng 8, phần lớn 10.000 người tị nạn đã được chuyển đi hoặc đến nhà người bảo trợ hay đến các trại tị nạn khác không nằm trong tâm bảo. Tôi đã xa chùa hơn bốn tháng, và khi trở lại, bao rắc rối đang chờ tôi ở đó. Rối đang chờ tôi ở đó. Rối đang chờ tôi ở đó. Rối